cho cô Lưu, Lê Thanh Hải, Tô Đại đang tính toán gì với Tổng Trọng. Chưa biết phiên phúc thẩm tới đây của bà Trương Mỹ Lan sẽ ra sao, nhưng chắc chắn nếu bà Lan bị tử hình, bà sẽ không chọn chết một mình. Theo giới quan sát, cho lúc này chắc chắn ông Lê Thanh Hải ăn không ngon, ngủ không yên. Vào ngày 20 tháng 4, trên kênh truyền hình Nhân dân, kênh tin của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có một video clip trên YouTube với tựa đề Kiểm soát quyền lực ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên báo Đảng nhắc tới các sai phạm nghiêm trọng của một nhân vật đầy tai tiếng là ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải và bà trùm Trương Mỹ Lan thời còn hào quang. Ngay lập tức, mạng xã hội đã có các thông tin dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Lê Thanh Hải đã bị câu lưu ở Hà Nội từ vài ngày nay. Tin này có liên quan gì đến các bình luận cho rằng đây là một trong các biện pháp phòng ngừa, là một sự đảm bảo tính mạng của bà Trương Mỹ Lan trước những lo ngại về một kế hoạch nhằm bịt miệng bà Lan. Bà Trương Mỹ Lan, tên thật là Trương Muội, xuất thân là người bán vải ở chợ An Đông, Sài Gòn. Qua các mối quan hệ, bà Lan đã kết nghĩa chị em với Trương Thị Hiền là phu nhân của ông Lê Thanh Hải, tức Hai Nhật, lúc đó đang là bí thư quận ủy quận 5. Đồng thời bà Hiền là em gái bà Trương Mỹ Hoa, cựu phó chủ tịch nước. Sau khi tạo dựng được mối quan hệ này, bà Trương Muội đã đổi tên thành Trương Mỹ Lan, tương tự tên bà Trương Mỹ Hoa, khiến nhiều người nhầm tưởng bà Lan có mối quan hệ huyết thống với cựu phó chủ tịch nước. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Hai Nhật và Trương Muội cũng tương tác hỗ trợ cho cả đôi bên. Theo đó, quá trình lớn mạnh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã gắn chặt với quá trình thăng tiến trong hoàn lộ của ông Lê Thanh Hải. Nhờ mối quan hệ này, từ bí thư quận ủy quận 5, trong thời gian rất ngắn, ông Hai Nhật đã mau chóng trở thành ủy viên trung ương 3 khóa liên tiếp, trong đó có 2 khóa là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá về mối quan hệ này, giới quan sát cho là đến mức khó tách bạch bởi ông Hải đỡ đầu cho bà Lan của Vạn Thịnh Phát hay ngược lại. Trong khi đó, từ trước đến nay, công luận khẳng định ông Lê Thanh Hải đã sử dụng quyền lực tạo điều kiện cho bà Lan và Vạn Thịnh Phát dễ dàng chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng, tương đương 12,5 tỷ đô la tại ngân hàng SCB. Bộ ba Trọng, Hải, Thưởng đang là mục tiêu của Tô Lâm. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận như sau. Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng ủy Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Thanh Hải phải chịu trách nhiệm chính về việc để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điều này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Dư luận xã hội đặt câu hỏi, kết luận trên tại sao không có dòng nào nói cho chuyện Lê Thanh Hải tham ô, làm thất thoát con số bao nhiêu tiền hay gây thiệt hại định lượng cụ thể là bao nhiêu cho ngân sách của nhà nước? Tại sao và do đâu Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám lột trần cái áo choàng ma quỷ của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải ra? Vậy mà sau đó hơn 2 tháng, vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị và Tổng Trọng đã chỉ thị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải bằng cách cách chức vụ cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh một nhiệm kỳ trong giai đoạn 2010 đến 2015. Đó là chưa kể đến trách nhiệm của ông Hai Nhật là người trực tiếp tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong rất nhiều hoạt động phạm pháp. Truyền thông quốc tế đặt câu hỏi, vì sao nhà nước Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm từ tháng 10 năm 2022 cho đến nay mà vẫn chưa có quan chức nhà nước nào bị xử lý kỷ luật và trách nhiệm liên quan cả? Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm hiện nay đang là một nhân vật rất quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới quan sát, những sai phạm nghiêm trọng của Lê Thanh Hải chắc chắn đã được bao che. Trong đó, vai trò của Tổng Trọng và Võ Văn Thưởng là những người có mối quan hệ mật thiết với ông Lê Thanh Hải là không thể bỏ qua. Phải chăng trong cao trào của cuộc chiến đấu giữa Tô Lâm và Tổng Trọng thì Tô Đại tướng
tiện tay dắt dề cho lật lại hồ sơ của hai Nhật để làm rõ trách nhiệm của hai nhân vật kể trên. Theo giới quan sát, Tô Lâm đã sử dụng chiêu nhất tiễn hạ song điều, thỏa mãn được mối quan tâm của dư luận xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một ổ mafia mà đứng sau chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin cho câu lưu Lê Thanh Hải. Tô Đại tướng đang tính toán gì với Tổng Trọng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Bình ổn, giá vàng, cháy nhà, ra mặt chuột, Thủ tướng đã lộ nguyên hình. Gần đây trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ rằng ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, nhiều chủ tiệm vàng đã âm thầm đóng cửa bởi các tin đồn nhà nước đang triển khai chiến dịch đánh tư sản và tịch thu vàng. Chuyện đánh tư sản và tịch thu vàng của tư nhân là những ký ức kinh hoàng của người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi ấy, những người kinh doanh buôn bán hay giới nhà giàu đã bị chính quyền tịch thu tài sản rồi sau đó bị đẩy đi các khu kinh tế mới. Bản tin về việc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ nhiều vàng trang sức không rõ nguồn gốc. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 20 tháng 4 đưa tin Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ nhiều vàng trang sức không rõ nguồn gốc. Bản tin cho biết Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng công an vào ngày 19 tháng 4 đã kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh vàng và phát hiện có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ nhiều vàng trang sức vi phạm trị giá gần nửa tỷ đồng. Chỉ riêng tại Thủ Đức, nhiều điểm kinh doanh vàng trang sức đã sai phạm khi không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhãn hàng theo quy định. Toàn bộ số nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền vi phạm bị xử lý có tổng cộng giá trị 233,9 triệu đồng. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký một công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng và bình ổn giá thị trường vàng khi giá vàng trên thế giới và trong nước tăng nhanh do những biến động lớn trên toàn cầu. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, lo sợ bị kiểm tra, nhiều tiệm vàng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng chiêu cửa đóng then cài để qua mặt cơ quan chức năng. Nhiều cửa hàng chỉ để một nhân viên túc trực bên ngoài và từ chối khi khách muốn mua bán vàng, nhưng lại có bảng ghi số điện thoại để khách liên hệ khi cần. Nếu cần giao dịch ngầm và rõ ràng, chính quyền đã có biểu hiện đang chuẩn bị dọn đường cho việc kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý. Điều đó khiến cho công luận lo lắng khi liên hệ đến những tuyên bố trước đây của các lãnh đạo Việt Nam rằng vàng ở trong dân còn nhiều lắm. Một cửa hàng vàng ở Hà Nội. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến phản đối kế hoạch trên, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng do băng đảng của bà Trương Mỹ Lan gây ra buộc ngân hàng nhà nước phải bơm tới 24 tỷ đô la để cấp cứu cho ngân hàng tư nhân SCB. Để bù lỗ, nhà nước đang có chiến dịch đánh tư bản, nhắm vào các tiệm vàng, tịch thu vàng không rõ nguồn gốc để mà bù lỗ. Facebook Nguyễn Chánh thì nhận xét, nhà nước đẩy giá vàng lên để dân đổ xô đi bán, xong rồi lại mở chiến dịch kiểm tra hóa đơn của tiệm vàng. Thật đúng là cách huy động vàng trong dân nhanh mà không tốn nhiều chất xám. Nhà báo Việt Linh thì bất bình và viết trên trang Facebook rằng lại muốn quản lý theo thời bao cấp hay là một kiểu ăn cướp mới đây. Rồi đây họ sẽ ùa nhà mọi người lục tung vào hỏi gia chủ vàng này chứng cứ hóa đơn đầu. Khai thác vàng trong tiệm xong cũng khai thác tiếp trong dân thôi. Lòng tham của tụi nó thuộc dạng vô đối. Truyền thông nhà nước cho biết lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều tiệm vàng và thẳng tay tịch thu các trang sức vàng, bạc bị cho là có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn, chứng tử. Trao đổi phóng viên Thời báo chấm đê, một giảng viên Đại học Kinh tế từ Sài Gòn nêu ý kiến nhà nước không thể ổn định qua việc can thiệp vào giá vàng. Theo đó, trong nền kinh tế thị trường, việc ổn định giá vàng không nên xem là mục tiêu của chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô khác. Việc tăng giá, xuống giá của vàng là do thị trường tự điều tiết theo quy luật. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Vị giảng viên này cũng bày tỏ sự thất vọng với giới lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Phạm Minh Chính, người thường xuyên đề nghị Hoa Kỳ và các nước phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Việt Nam là quốc gia bị Mỹ đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường. Từ trước đến nay, Việt Nam liên tục bị bất lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá tại Hoa Kỳ. Đồng thời, việc nhận danh nền kinh tế phi thị trường cũng được Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc, Nga và một số nước khác với lý do là có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Nói rõ hơn, những quốc gia có nền chính trị độc đoán như Việt Nam không tuân thủ nghiêm ngặt, đúng và đủ khái niệm kinh tế thị trường thì lập tức sẽ bị đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường. Trong khi câu chuyện nhà nước can thiệp vào thị trường vàng là một bằng chứng không thể chối cãi. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .d với bản tin Bình ổn giá vàng, cháy nhà ra mặt chuột, Thủ tướng đã lộ nguyên hình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.